Dạ, xin chào MC Quyền Linh và chị Nam Thư cùng toàn Dạ. thể mọi người đang ở tại chương trình. Em tên là Hoàng Văn Hiếu, năm nay em 27 tuổi, đang làm việc và công tác tại tiểu đoàn thiết giáp 22 ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Gia đình hiện ở Bình Thuận. Hoàng Văn Hiếu, Dạ. 27 tuổi, Dạ. đang công tác tại trung đoàn thiết giáp. Tiểu đoàn thiết giáp Tiểu 22. đoàn thiết giáp ở Hóc Môn, Dạ. quê Bình Thuận. Đó là thông tin đầu tiên từ đàn trai đó đàn gái. Rồi, bây giờ xin mời bạn nữ. Xin chào quý vị khán giả, chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh. Chào em. Em tên là Hoàng Nguyễn Minh Lương. Năm nay em 28 tuổi, em đang làm nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Lương hả? Dạ, đúng rồi ạ. Lương á anh. Lương là tới tháng nó có lương dạ, hả? Dạ, đúng rồi á anh. Lương là cái điều mà mỗi tháng ai cũng mong đúng không em? Dạ. Cái công việc cụ thể của đàn gái là làm gì nha? Dạ, em thì hiện tại đang làm tại công ty logistics về vận tải quốc tế ạ. À, vận tải quốc tế. Dạ. Mà bạn làm gì bạn? Dạ, em làm customer service. Hả? Chăm sóc khách hàng hay? Chăm sóc khách hàng. À, chăm sóc khách hàng. Dạ. Hôm nay mình chuyển qua mình chăm sóc các chú bộ đội được không? Thiếu Quý Hiếu. Dạ. Em có thể nói cụ thể ở cái công việc của em là gì ở trong thiết giáp? Dạ, công việc chính của em là em học bên trưởng xe M113, là em chỉ huy một kiếp xe gồm có trưởng xe, pháo thủ và lái xe ạ. Tức là chỉ huy một cái nhóm luôn? Dạ, một kiếp xe thôi ạ. Một kiếp xe? Dạ. Ở kiếp xe gồm mấy người? Dạ, ba người đó. Ba người là bắn pháo? Dạ, bên em có súng, súng ấy rồi, không phải pháo ạ. Bên em là tăng cái xe mà xe thiết giáp, không có pháo. Thiết giáp không có súng hả? Không, không, không phải, không có pháo mà súng về khác ạ. À, dạ, súng với pháo khác hả? Dạ. Hiếu, dạ. Em nói một xíu về điểm mạnh và điểm yếu bản thân em nha. Dạ, điểm mạnh của em là sống tình cảm, vui vẻ, dễ gần. Và em đặc biệt rất thích nấu ăn, nấu uống. À. Và biết chơi một số môn thể thao ạ. Điểm yếu của em là tuy em ở trong quân đội được rèn luyện nhiều, nhưng mà mỗi khi mà em gặp mấy bạn nữ khác giới là người em nhút nhát, giống như là nhát gái vậy. Nhát gái đúng không? Dạ. Nhút nhát là nhút nhát với phụ nữ với người đẹp thôi. Còn trước quân thù là rất mạnh mẽ. Dạ đúng rồi. Chỉ huy thì rất là mạnh mẽ đúng không? Dạ. Nhưng gặp phụ nữ á, tự nhiên mình thấy yếu đuối hẳn lên. Dạ. Thích đúng không? Hôm nay đến với chương trình này. Dạ. Đừng khóc, đừng khóc Hiếu, đừng khóc. Ôi. Rồi em nhận nha. Em tặng anh cuốn sách. Cứ nói đi, nói anh đừng khóc đi. Cứ khoan, đứng đó đi Lương, đứng đó đi. Dễ thương quá. Hiếu nói gì đi Hiếu. Hôm nay đến chương trình này rất là vui, rất là hạnh phúc. Và hôm nay là có may mắn là được gặp em. Dạ. Anh cũng mong là được có một cơ hội nho nhỏ nào đó để được tìm hiểu nhau, để tiến tới một mối quan hệ nó sẽ khác hơn dần dần. Nếu mà tốt thì sẽ được tới hôn nhân ạ. Dạ, cảm ơn anh. Thôi đi Hiếu. Bây giờ thế này, để xóa tan cái bầu không khí nãy giờ đi. Mình dạ. hát bài nào đó để tặng bạn gái đi nào. Nước mắt hết chưa? Dạ, dạ vẫn còn ạ. Em xin gửi tặng toàn thể mọi người trong trường quay đây với lại bạn gái bên kia một bài hát Nhánh Lan Rừng ạ. Về thăm thành phố, náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng, mang theo nhánh lan rừng. Có người chiến sĩ, áo vương bụi đường xa, đi giữa dòng người, qua phố phường đông vui. Nhánh lan rừng đã nở, những cánh hoa trắng xinh, lung linh trong ánh nắng, hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh. Một bài hát rất là ý nghĩa, bài hát rất là hay của nhạc sĩ Thế Hiển. Hai em là chưa gặp nhau trong cuộc đời này, chưa bao giờ có thể cảm nhận về nhau và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp mặt trong ngày hôm nay. Vậy thì các em hãy nói xem cảm nhận lần đầu tiên mình gặp mặt thế nào. Lần đầu tiên anh gặp em, nhìn em hiền hậu là anh thấy thích rồi. Còn em thì lúc mà mở rào thì em thấy anh thì em thấy hai hàng nước mắt, thì em cảm thấy là anh là người chân thành, giàu tình cảm. Có nhiều người nói con trai mà khóc thì rất là yếu đuối gì đó, tại vì anh sống nghiêng về tình cảm lắm. Một người đồng chí chung anh, chẳng hạn như là đồng chí Thắng đây, ở chung nhiều rồi. Dạ. Vậy anh cứ khóc thoải mái. Khóc thì khóc thoải mái đi em, không có lo lắng gì cả.
có thể một tháng nữa đồng chí Thắng đi học. Là xa đồng chí Thắng? Đi học là xa nhau một thời gian, nói chung là buồn. Nín đi em, thôi nín đi ha Hiếu ha. Thấy không, xa bạn chút xíu còn nhớ, đừng đi xa người yêu. Một cái người tình cảm này á, thật sự là rất là đáng quý luôn á. Dạ. Mình nói cái chuyện hẹn hò với lại Lương đi, cho nó quên đi những giọt nước mắt đã rơi rơi trên má của chàng thiếu quý. Nếu mà Lương cho anh được cơ hội được tìm hiểu á, thì công việc anh thì chật là nhiều, thì thứ bảy chủ nhật anh có thể xin nghỉ được ngày lên Lương đi chơi đi dạo để mình tìm hiểu thêm. Dạ. Còn như trong tuần á, thì ban đêm á, thì cố gắng xin thủ trưởng tạo điều kiện có thể là lên chơi sớm và về sớm, tại 9 giờ rưỡi là tới giờ ngủ nghỉ rồi. Trong một tuần anh có 1-2 ngày dành cho em là em thấy đủ rồi. Em nói vậy là anh thấy yên tâm, thấy rất vui. Dạ. Anh nghĩ sao về việc ở rể? Nếu mình đã lấy được vợ rồi thì bố mẹ nào cũng như bố mẹ nào. Dạ. Mình có tôn trọng bố mẹ mình hay là bố mẹ bên em thì người đó mới thương em thật lòng. Hiện tại em chỉ ở với ba em với em gái của em thôi. Mẹ em đã mất rồi. Vì nhiều người đàn ông họ không thích ở rể. Em yên tâm, mấy vấn đề đó anh không ngại. Chỉ cần có lý do nào đó là anh sẽ cố gắng hết sức. Anh thì tên Hiếu, em yên tâm, anh sống đúng như một chữ Hiếu. Và ba anh thì tên Thảo nữa. Thì em nghe cái tên anh với ba anh là thấy nó tình cảm ấm áp biết bao nhiêu rồi. Dạ. Hay lắm. Đừng có lo. Khi mà có vợ rồi ở gì cũng được, ở rể cũng được, có vợ rồi thậm chí ở đợi cũng được. Miễn có vợ là được, không sao hết chứ. Miễn sao là hạnh phúc được rồi, đúng không? Dạ. Nói gì một cái điều gì đó mà nãy giờ nó còn động lại trong tim mình với người đối diện đi. Em cứ yên tâm, tuy là đây là lần đầu tiên anh với em được gặp nhau, anh thì rất nghiêm túc trong việc tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Anh sống có trách nhiệm và hiếu thảo và chân thành lắm. Em cũng nói như anh vậy đó, như là ở ngoài đời thì gặp rất là nhiều người. Thì mình đến đây gặp nhau là có duyên rồi. Mình sẽ tạo điều kiện cho nhau cơ hội. Thì nếu mà sau này tiến tới xa hơn thì đó là một niềm vui, niềm hạnh phúc của em, cũng là của anh. Đúng rồi. Chúng ta để tay vào nút bấm đi hai bạn. Kiểm tra lại con tim một lần nữa, xem nó có cùng rung động hay không. Sau 3 tiếng đếm, các em hãy quyết định. Dạ. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Xin mời hai bạn. Dễ thương quá à. Nắm tay nhau đi. Dạ. Xin phép đại diện đàn trai, mình hứa gì và xin tất cả mọi người, gia đình hai bên cho mình hẹn hò với Lương bắt đầu từ bây giờ. Dạ, sếp của Lương và mọi người, người thân của Lương, em xin hứa là sống đúng trách nhiệm những người bộ đội, dành những điều gì tốt đẹp nhất dành cho Lương ạ. Rồi. Lương, em nói gì với ba mẹ của Hiếu? Dạ, cho hai bác. Còn với anh Hiếu ở đây thì đến đây là đã gặp nhau là cái duyên của tụi con rồi. Thì nếu mà có thể tiến tới xa hơn thì con hứa là sẽ vun đắp gia đình thật là tốt và chăm sóc hai bác cũng như chăm sóc bố mẹ của con vậy. Tuyệt vời. Em hạnh phúc chưa? Dạ hết rung rồi. Hết rung rồi đúng không? Dạ. Hồi nãy giờ rung quá, tới chừng xong mà hết rung. Những chiếc vé xem phim. Quên. Một cái điều không thể thiếu đó là sau khi bấm nút, họ hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, cho em xin phép được hôn nụ đầu tiên ạ. Cho anh được hôn em lên. Dạ. Hôn cái này là hôn con cháu đó. Đây nè. Dạ. Hôn lại nữa anh. Dạ. Lời quá rồi. Hiếu lời quá rồi. Hay quá, dễ thương.